Hiện giờ ông chủ họ chỉ nắm khoảng có 1 triệu biết thôi, còn lại là chưa đào hết. Hiện giờ mới có đào được khoảng có 16 triệu, hơn 16 triệu biết thôi. Thì hàng ngày càng đào ra, đào ra, đào ra, đào ra. Và đồng coin thì ai cũng có thể đào được, ai có công nghệ, ai có máy, ai có điều kiện thì được đào. Và nếu những đồng coin họ ra để hút tiền thì chúng ta cần phải, để mà nhận định nó này bắt buộc phải có kiến thức. Làm cái gì chúng ta phải có kiến thức. Chứ còn nếu mà bây giờ để mà nó sơ qua thôi á thì nó rất là khó cho tất cả anh chị và cũng như chị để hiểu. Thì như em này, thì trước kia em cũng bị những cái đồng coin nó đến mà em tin và em đầu tư vào thì cũng mất rất là nhiều. Sau đó mình lại học được về nhiều bài học và mình rút ra được cách tìm hiểu nó. Cũng như chứng khoán cách đây hơn 10 năm đi, không cần hiểu chứng khoán, cứ vào tìm đúng chứng khoán vào đúng cái sàn mua, thế nào chứng khoán cũng tăng. Nhưng bắt đầu sau này thì sau 2006 thì bắt đầu chứng khoán nó khó làm, bởi vì cái cộng đồng còn quá lớn rồi. Thì chứng khoán này bắt đầu giờ nó tăng mà nó tăng nhẹ, không tăng như đợt trước nữa. Như vậy là nhân việc anh giữa, so sánh giữa cái đồng coin với chứng khoán thì cái đầu chậm hiểu của tôi nghĩ như thế này, không biết là có đã đúng chưa. Nãy giờ vẫn chưa đúng. Tức là cái đồng coin tạo ra, người tạo ra cái như anh nói là phải chọn cái đồng coin mà nó có giá trị ấy. Thì cũng giống như người ta chọn chứng khoán là của, ví dụ của ông FPT hay là của ông gì đó, ông ấy lên sàn, ông ấy chính là đẻ ra cái loại đấy, có đúng không? Tức là nếu như tôi chọn được cái mà cái đơn vị của nó là thật thì cái chứng khoán của họ thật. Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy thì có lẽ là tôi là rất chậm hiểu, mà đã hiểu được thì các bạn sẽ có một cái kiến thức nhiều hơn. Và tôi cũng muốn anh chia sẻ thêm, tức là bây giờ nếu như muốn tìm hiểu cái như anh nói ấy, thì bằng cái cách nào để có thể tiếp cận được với những cái thông tin mà nó có giá trị trung thực, để mình, tức là mình dùng kinh nghiệm của người đi trước thay cho cái kinh nghiệm của bản thân mình. Thì anh có thể chỉ dẫn một vài cái chỗ để mình có thể tìm hiểu được không? Hiện tại thì ở trên thị trường á thì nó có rất là nhiều trang chúng ta tham khảo. Có nhiều cái trang nổi tiếng nhất là Bitcoin. Thì trang Bitcoin thì nó sẽ cung cấp cho ta những đồng coin nào mà được cái giới công nghệ họ công nhận nó hay không. Và có nhiều, rất là nhiều cái trang và những cái nhóm, như tất cả những anh chị cũng đã đầu tư lớn và họ đã tìm hiểu, họ có rất là nhiều năm kinh nghiệm nó rồi, thì họ sẽ chia sẻ. Thì chúng ta phải vào đó, thì chúng ta vào. Hiện giờ có hai cái chợ là chợ lớn nhất của đồng coin. Thứ nhất là CoinMarketCap, thứ hai là TopCoinMarket. Thì chúng ta vào đó, chúng ta xem những đồng coin ở trên đấy, chúng ta lựa chọn những đồng coin thuộc tốt và chúng ta hãy tìm xem những cái website của họ. Và bắt đầu chúng ta mới có những đường dẫn, và đó chúng ta sẽ có những đường dẫn đấy. Và thứ nhất, một đồng coin có giá trị là phải đồng coin có ví trước, nó có ví đựng, giống như là cái ví đựng tiền của chúng ta vậy. Còn những đồng coin mà chưa có ví đựng thì nó chỉ là những cái điểm thôi, nó chưa có giá trị thật ở ngoài. Nó giống như cái xe có đăng ký rồi. Dạ đúng rồi đó. Có một cái thời gian không dài, nhưng mà bỗng nhiên là tôi có một cái kiến thức cũng khá là thú vị. Và cùng ngồi với tôi thì cũng có những người bạn của tôi. Các anh, các chị thì thấy như thế nào trong cái chia sẻ của bạn Dương Mạnh Hùng? Qua cái sự chia sẻ của anh Dương Mạnh Hùng thì tôi thấy rằng là những cái lợi ích mà của tiền kỹ thuật số mang đến thì rất là giúp cho người nhà đầu tư cũng như là người sử dụng thấy là rất là thuận tiện trong cái việc mà giữa sử dụng cái đồng tiền điện tử với cả tiền mặt. Và tôi cũng hy vọng rằng là sắp tới thì nhà nước mình sẽ tạo điều kiện để cho làm sao mà sẽ được nhiều người được biết đến đồng tiền điện tử và được sở hữu cũng như là thuận tiện trong các vấn đề giao dịch mua bán và thanh khoản. Bạn có thể giới thiệu tên mình được không? Vâng, em là Nguyễn Bích Hường. Vâng. Xin chào Bích Hường. Vâng. Bích Hường có thể bật mí xem bạn hiện đang sử dụng bao nhiêu Bitcoin không? Thực tế thì
Em cũng mới biết đến cái đồng tiền điện tử Bitcoin một năm nay. Vào cái thời điểm cuối năm 2016 thì khi mà em mua Bitcoin với cái giá là 17 triệu Việt Nam đồng một đồng Bitcoin, và em giữ cho đến cái thời điểm này thì bây giờ là nó đang là 129 triệu Việt Nam đồng một đồng Bitcoin. Dạ. Vậy là một cái nếu tôi mà là bạn tôi sẽ bán để thu tiền thật về. Tôi, ngày nay tao bán chẳng khoảng có một phút là tao bán xong, chưa tới một phút mà nhỡ đến mai nó lại xuống thì sao, đúng không nhỉ? Thực ra thì ở cái góc độ là một nhà đầu tư thì khi mà đầu tư vào bất cứ một cái đồng tiền điện tử nào thì vì nhà đầu tư đều cần phải có một cái sự hiểu biết và cái kiến thức. Và khi mà đầu tư vào cái Bitcoin ấy, thì theo nhận định là giá nó có thể nó tăng được lên nữa. Thế nên chính vì vậy mà nhà đầu tư thì cũng có những nhà đầu tư thì người ta lướt sóng, người ta mua đi và bán lại. Nhưng cũng có nhà đầu tư thì người ta sẽ mang cái tính chất là người ta đầu tư lâu dài, thì người ta sẽ trữ cái đồng Bitcoin. Thì càng được nhiều càng tốt và càng để lâu thì càng tốt. Vâng, chúc cho Bích Hường đạt được cái mà mình cái mục tiêu và cũng như là cái dự định của mình ấy, nó thành được sự thật. Vâng, cảm ơn chị Hải Yến. Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một người phụ nữ xinh đẹp. Mình chào em. Em thấy câu chuyện hôm nay thế nào? Thực ra là để mà nói về cái vấn đề đồng tiền kỹ thuật số thì bây giờ nó là một cái xu thế của tương lai. Thì thực ra là em rất là muốn tìm hiểu về trong những lĩnh vực này. Thì em cũng đã nghiên cứu và tìm hiểu vào một số các cái đồng coin, và em hiện tại thì em cũng đang đầu tư vào một số các loại đồng coin. Thì em cho chị hỏi một tí. Dạ. Em trước đây chắc là cũng chơi chứng khoán đúng không? Dạ, em không, trước đây thì em lại không biết gì một tí chứng khoán nào. Dạ vâng. Xin mời em tiếp tục. Dạ vâng. Thì hiện nay thì em cũng đang đầu tư vào một số các cái loại đồng coin. Thì ví dụ như là cái để mà em tìm hiểu và nhận định về mọi cái công nghệ của nó, thì em nghĩ là cái đồng liên trên bây giờ là bọn em đang đầu tư vào cái đồng liên trên. Thì em tìm hiểu thì em thấy là nó có nhiều cái ưu việt hơn là nó một đồng tiền ra sau. Nhưng mà về cái công nghệ của nó thì em thấy so với cái công nghệ blockchain thì nó có nhiều cái vượt trội hơn. Nên là bọn em đang đầu tư vào cái đồng Lincoln. Ví dụ như là chẳng hạn như là cái công nghệ của thằng Lincoln thì bây giờ nó là cái công nghệ nó ra sau, thì nó sẽ có nhiều cái ưu điểm hơn cái thằng Bitcoin, công nghệ blockchain của Bitcoin. Nên là hiện nay em cũng đang đầu tư vào cái đồng Lincoln. Khi mà em đầu tư như này em có chuyên gia riêng không? Thực ra là em cũng không phải là em có chuyên gia riêng, và thực ra là em cũng tìm hiểu và được một số các bạn như kiểu bạn Hùng đấy chẳng hạn, thì bạn rất là hiểu về trong cái lĩnh vực công nghệ và bạn đã đầu tư nhiều trong cái lĩnh vực về đồng tiền kỹ thuật số rồi, thì bạn đã có nhiều các kinh nghiệm và em cũng tìm hiểu học hỏi thêm thì em đầu tư chị ạ. Có nghĩa là Mạnh Hùng cũng đang và có thể là sẽ nữa là sư phụ của em đấy. Tư vấn thì không sao. Trong những cái tư vấn của Hùng thì trúng và chật thì nó tỷ lệ thế nào hả em? Thực ra là tất nhiên là em cũng tìm hiểu thêm vào một số cái hiểu biết của mình nữa, và mình cũng cần phải không những Hùng và em cũng lại tìm hiểu và đọc thêm qua tất cả các cái kiến thức trên Google, và mình kiểm tra và tất cả nhiều cái lĩnh vực thì mình cũng tìm hiểu thêm chứ không phải là nguyên Hùng. Nghe nhiều phía. Nhiều phía có nghĩa là mình tham khảo. Vâng, đúng rồi. Quyết định vẫn là chính mình. Đúng rồi, quyết định là chính mình chứ không phải là nghe ai, bằng cái sự hiểu biết của mình nữa, chứ không phải là mình nghe ở Hùng, mà mình cũng phải là tìm hiểu nó và mình xác định nó là xem cái công nghệ đó nó như thế nào, nó tốt hơn ở cái công nghệ blockchain nó như thế nào. Ví dụ chẳng hạn là ví dụ như cái công nghệ Lincoln ấy, thì bây giờ nó dùng một cái công nghệ lượng tử, một cái công nghệ mới và hiện đại nhất hiện nay, thì tốc độ chuyển tiền nó nhanh hơn cái blockchain của Bitcoin chẳng hạn. Thế ví dụ như là, và cái phí giao dịch của nó thì nó không ưu tiên phí giao dịch,
chẳng hạn như thế. Ví dụ là như Bitcoin thì có thể là mình dùng cái phí giao dịch, mình tăng phí lên thì có thể là chuyển tiền nó nhanh đi, còn không thì lệnh nó sẽ bị pending, lệnh nó lâu khớp lệnh hơn. Và cái thứ hai là cái bảo mật của thằng link trên này, thì bây giờ thì nó cái công nghệ bảo cái bảo mật của nó, cái ký tự bảo mật của nó, cái ví blockchain thì nó có 34 cái ký tự bảo mật, nhưng mà của thằng link trên nó là 36 ký tự bảo mật. Đấy là cái công nghệ nó đi sau thì nó hiện đại hơn và nó công nghệ của nó tốt hơn. Đấy thì là bọn em nghĩ là thì bọn em cũng tìm hiểu thì bọn em đầu tư thôi chị. Là phải nói là bản lĩnh của những người đầu tư. Và càng về sau này thì những người đầu tư của chúng ta là gọi là nhà đầu tư đấy, càng có những cái kiến thức mà nó phải phù hợp với thời đại hơn. Và như vậy có nghĩa là tôi đã là một người rất là khó tiếp cận với lĩnh vực này rồi. Qua chia sẻ của Vũ Thị Chính thì mình thấy là con nói về cái đồng Mincoin à? Như vậy thì Mincoin nó là như thế nào? Vì mình thường chỉ nghe là về Bitcoin, thì vậy thì cái Mincoin và cái Bitcoin thì nó khác nhau như thế nào? Hùng có thể nói sâu hơn được không? Thưa chị, thì Mincoin và Bitcoin thì nó chỉ khác nhau ở cái một thời điểm là một đơn vị ra trước cách đây khoảng gần 10 năm và một đơn vị ra vừa mới ra cách đây vài tháng. Thì một cái đồng tiền, một cái công nghệ mà ra cách đây 10 năm thì tất nhiên về mọi thứ nó đã ưu việt rồi, thì trong quá trình 10 năm đi thì nó bắt đầu sinh lỗi, phát sinh những cái lỗi mà hiện tại ở công nghệ đó chưa có thể cải thiện được và chưa có thể fix lỗi được. Thì đồng Mincoin với công nghệ Mincoin ra đời là để dựa nền tảng của Bitcoin và cải thiện những cái lỗi mà Bitcoin chưa cải thiện được. Ví dụ như độ bảo mật thì Mincoin nó bảo mật cao hơn một tí. Và tốc độ thì hiện nay tốc độ của Mincoin là 0.0001 giây, là 1/10 giây. Có nghĩa là chúng ta chuyển như nhau thì chúng ta chưa kịp thấy nháy mắt là nó đã qua rồi. Thứ hai là ở Bitcoin chúng ta muốn đào được coin á, là khai thác coin á, thì chúng ta phải mua những cái máy tính cấu hình cao để chúng ta khai thác. Và ở Mincoin thì chúng ta có thể dùng tất cả điện thoại như này, có nghĩa là chỉ có điện thoại như này mà vừa nghe gọi mà thấy vừa được kiếm tiền, chị có thích không? Đúng không ạ? Anh Lộc nữa, chị Hương nữa, chúng ta tất cả mọi người, có nghĩa sao là chị có con chị ở nhà, con chị chỉ cần mua tặng cho con chị một cái điện thoại và vừa thực hiện cho công việc trao đổi học tập hàng ngày, lại vừa tạo ra đồng coin và đồng coin có giá trị và mua bán được. Và thì tất cả mọi người trên toàn cầu ai cũng thích điều này. Thì đây là cái công nghệ mới của Mincoin ra đời, thì nó khác biệt và nó có những tính ưu việt vượt trội hơn hẳn so với tất cả những đồng coin khác còn lại nữa. Như vậy là đến bây giờ thì tôi lại hiểu thêm được một điều, tức là ví dụ như chứng khoán, tôi cứ lấy cái chứng khoán để so sánh. Cái chứng khoán thì cái giá trị của ví dụ là một cái đơn vị của nó gọi là gì nhỉ, một cái cổ phiếu của ví dụ là của FPT chẳng hạn, trong cái thời điểm mà họ đang làm ăn lên, rồi lại so với một cái cổ phiếu của một cái đơn vị mà ví dụ như là công ty tôi chẳng hạn, thôi công ty tôi thì lại đang làm ăn xuống, thì người ta sẽ cân nhắc để mua cái của cái ông công ty đang làm ăn lên chứ không mua của cái ông mà đang bị thua lỗ. Đúng thì rồi. Đấy là một cách đơn giản mà cũng khá là cổ lỗ sĩ rồi. Nhưng với cái đồng coin này ấy, thì như cách phân tích của bạn Hùng vừa chia sẻ thì tôi hiểu rằng là bản thân cái đồng coin đó nó không phải là một cái tờ giấy giống như cái cổ phiếu, chính xác. Mà cái đồng coin đấy nó là một cái công nghệ điện tử, nó là một cái công nghệ điện tử và bản thân nó tạo nên cái giá trị của nó, chứ không phải là cái người ta kinh doanh nó, có đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi. Dạ. Chính vì thế mà người ta giống như là tôi đi mua một cái điện thoại chẳng hạn, chính xác. Và tôi sẽ tìm mua một cái điện thoại cấu hình cao rồi vân vân, những cái mà nó phù hợp. Dạ. Giống như chị đang sở hữu cái điện thoại iPhone 6 này đi, dạ, dạ. Đúng không ạ? Thì bây giờ nó là iPhone 8, chị sẽ rất thích sở hữu cái iPhone 8. Khi chị có đủ điều kiện là chị sẽ đổi ngay iPhone 8 gì xài, đúng không? Dạ. Thì chúng bây giờ đồng coin đúng không nhỉ? Chúng ta đang sở hữu đồng Bitcoin, thì đồng Bitcoin hiện giờ đang rất là tốt. Và nếu mà có một đồng tiền nó tốt hơn cả đồng Bitcoin, hoặc là nó thể là vượt bậc hơn cả Bitcoin về tương lai, và hiện tại công nghệ tốt hơn hiện tại, và tương lai giá trị sẽ tốt hơn, vậy chúng ta có nên để đầu tư hay không? Đúng không ạ?
Như vậy là chúng ta cũng, tôi thì tôi đã hiểu rồi đấy. Tôi đã hiểu, nhưng mà nghe đến công nghệ cao như thế thì nghe chừng đào bới khai thác có vẻ khó. Việc đào bới thì có bộ phận kỹ thuật họ lo, chúng ta chỉ việc tải app về và chúng ta nhấn nút là nó đào. Tóm lại là trong một cái số phút thời gian nhất định như vậy thì chúng ta cũng chưa thể có được gì nhiều. Yeah. Mới chỉ là vỡ ra những cái khái niệm. Và rồi còn nhiều yếu tố nữa, ví dụ như là năng khiếu kinh doanh của mỗi người. Đúng sao? Rồi cái thần may mắn có mỉm cười với bạn hay không. Vâng, chúc các bạn thành công. Và cũng hy vọng rằng trong một thời gian không lâu, Việt Nam sẽ có một cái luật chi phối quản lý hiệu quả đồng coin, để cho nó trở thành minh bạch, công bằng. Và đúng không các bạn? Dạ, ok. Và những người tham gia vào đấy thì sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Dạ, chính xác. Và ở đây thì chúng ta còn một người bạn nữa. Anh có muốn chia sẻ gì không? Đây. Ok. Thì thưa các anh, các chị, thưa quý vị khán giả, đúng là cuộc sống chúng ta rất là phong phú. Nếu mà nói về vấn đề tài chính, mà tôi hôm nay dự với các anh các chị đây thì tôi xin được giới thiệu là một người mà đến với cái tư cách gọi là cái trí tò mò là chính thôi. Chứ nếu mà nói về tài chính thì tôi rất là dốt, hầu như tôi cũng không quan tâm nhiều. Thế nhưng có một cái điều kiện là có một cái may mắn là tôi trong quá trình công tác ấy, thì thực sự cũng là nhà quản lý. Thế nên qua trao đổi các bạn và cái bằng cái nhận thức và cái tìm hiểu của mình ấy, thì mình cũng có một chút gọi là đắn đo phân vân và muốn tìm hiểu kỹ hơn đấy, về cái vấn đề này. Đấy, bởi vì như các bạn nói thì rõ ràng là, và thực tế cho thấy là cái đồng Bitcoin bây giờ ấy, nó có hàng trăm đồng đấy, và nó thể hiện cái tính văn minh của cái đồng Bitcoin với các nước tiên tiến người ta đã đang dùng. Thế chúng ta chỉ là mới may nha khoảng độ 5-10 năm nay đấy. Nhưng có một thực tế thì như tôi vừa mới giới thiệu ấy, là trước đây tôi cũng là ở một cơ quan quản lý. Thì như các anh chị biết là hiện cho đến thời điểm này thì nhà nước Việt Nam mình đang quản lý cái đồng ngoại tệ khi mà khách xuất cảnh ra nước ngoài ấy. Thế thì cái việc này nhà nước là đang giao cho Bộ Tài chính là quản lý nhà nước, và Bộ Tài chính thì giao cho ngành hải quan quản lý trực tiếp ở các cửa khẩu. Ví dụ các anh các chị mà ra xuất cảnh nha thì mang trong người không quá 7.000 đô la Mỹ. Đấy, đây là đang một quy định cụ thể. Nhưng mà vừa rồi thì tôi biết là có các cái em của tôi, các bạn của tôi đi chơi, ví dụ vừa rồi đi sang SEA Games ở Malaysia chẳng hạn, thì họ không cần mang đi một cái đồng tiền nào trong người. Nhưng mà sang bên đó thì người ta vẫn có thể là rút tiền ra để mà tiêu mua bán cái thứ thoải mái. Đây là có một cái thực tế mà rõ ràng nhà nước phải xem xét về cái công tác quản lý như thế nào đó về đồng tiền này cho nó khoa học hơn. Cái thứ hai ấy là rõ ràng là người ta không cần mang tiền, nhưng thực tế thì người ta lại mang rất nhiều tiền, không phải là mấy nghìn, không phải mấy chục nghìn, mà có khi hàng trăm, hàng triệu. Một cái thực tế là bây giờ chúng ta thấy rằng cái thông tin là bây giờ người Việt Nam ấy là mua nhà, mua đất ở Mỹ cũng rất là nhiều, nhưng không phải là người ta chuyển khoản hay là người ta cầm tiền mặt ra, không phải. Nó là một cái thực tế. Cho nên quay lại cái việc quản lý thì tôi cũng thấy là muốn tìm hiểu, và đúng là mình phải làm nó có hai vấn đề. Thứ nhất, làm sao để cho những người dân, những người có điều kiện đấy, như một số anh chị đây chơi, để có một cái sân chơi minh bạch rõ ràng, pháp luật quy định rõ ràng để người ta yên tâm người ta chơi đấy. Và tôi biết là Thủ tướng Chính phủ vừa rồi giao cho một số cơ quan có thẩm quyền như Bộ Tài chính, Ngân hàng v.v. đang quản lý về cái đồng tiền điện tử này. Cái thứ hai ấy, là rõ ràng là một số anh chị trong cái xu thế hiện nay thì tôi biết là họ nó rất giàu, họ có thể là có cái nguồn thu là có khi là vài, không phải là vài tỷ mà vài chục tỷ đồng Việt Nam đồng. Thế thì cái vấn đề là nhà nước ta là quản lý như nào để có nguồn thu thuế, bởi vì những anh chị này là không đóng một đồng thuế nào cho nhà nước mình. Đây rõ ràng là cái mà chúng ta đúng là cũng phải tính toán. Thì cá nhân tôi thì đấy, một là tôi thì cũng không phải là nhà đầu tư, mà dù có chơi cho vui thôi, để tìm hiểu là chính thôi. Thế nhưng cái thứ hai là chúng ta quản lý, thì đó là một cái bài toán, một cái câu hỏi mà rõ ràng là chúng ta phải tính toán. Mà nếu mà ở đây thì qua cái dịch mà tiếp xúc với các chị đây thì tôi cũng có một cái nguyện vọng. Cái thứ nhất là các anh các chị là những nhà đầu tư có tính chuyên môn cao hơn, thì làm sao để giúp cho cơ quan quản lý
cũng như giúp cho các anh những người khác trở thành những nhà đầu tư. Đấy, họ tìm hiểu để cơ quan quản lý nhà nước thì quản lý cho nó đúng pháp luật và người dân người ta chơi vào đúng cái sân chơi cho nó minh bạch rõ ràng, nó thuận tiện. Đấy thì tôi nghĩ là cái trách nhiệm và có thể nói các anh các chị trong cái môi trường là bây giờ nó hàng trăm cái đồng điện tử như thế, và nếu như vào trên mạng thì tôi được biết là khi gõ vào đấy, đồng tiền ảo, đồng tiền điện tử, đồng tiền kỹ thuật số v.v. thì có thể nói là 50-50, tức là 50 thì là khuyến khích và thấy rằng nó cái tính đúng đắn của nó, nhưng 50 thì cho rằng à nó lừa đảo nó kia v.v. thì tôi nghĩ rằng anh chị là những người đi trước chơi thì có điều kiện làm sao đó để giúp cho người dân có điều kiện tìm hiểu và người ta chơi thì cái sân chơi nó lành mạnh như thế. Đấy, và hai là nhà nước có điều kiện quản lý cho nó thuận tiện. Chứ còn rõ ràng một cái bài toán bây giờ chúng ta ngày xưa là chúng ta ở cái môi trường, cái cuộc sống kỹ thuật số về khoa học kỹ thuật thì nó mức độ thôi. Đơn giản nhất là ngày xưa chúng ta đi từ điểm A đến điểm B thì ra gọi taxi truyền thống, nhưng bây giờ thì nó lại là Viber, nào là Grab, rất là nó văn minh hơn. Và bây giờ thì chúng ta được nghe nói rất nhiều về cuộc cách mạng 4.0. thì tôi nghĩ rằng cái xu thế tất yếu ở Việt Nam này cũng như một số nước người Nhật như thế, người ta đã công nhận cái đồng tiền kỹ thuật số, thì không có lý gì mà nhà nước mình không tạo điều kiện để cho có một cái sân chơi minh bạch cho mọi người dân đấy, người ta sử dụng cái đồng tiền này. Rất là cảm ơn anh. Và ý kiến cuối cùng mà các bạn vừa nghe của một người bạn mà chúng ta cũng đã gặp rồi, thì các bạn thấy rằng là khi người cựu chiến binh phát biểu về một vấn đề gì thì thường rất nặng lòng về đất nước. Ở đây thì những người ở đây đều là những chủ đầu tư, và tôi rất muốn hỏi các anh các chị là khi mà nhà nước quản lý thì sẽ có cái việc là thu thuế, và các anh các chị có vui lòng không, có sẵn sàng không? Thưa các anh các chị, ai phát biểu trước nhỉ? Theo như chị thì khi mà nhà nước quản lý rồi thì chúng ta được một còn nước, thứ nhất là nhà nước bảo hộ đã, đúng không? Quản lý thì phải bảo hộ quyền lợi và trách nhiệm, thì tất nhiên chúng ta không còn những sân chơi mà nó biến tướng hay là lừa đảo nữa. Thì chúng ta để trả phần phí hay còn nuôi lại cái bộ hỗ trợ một phần thu nhập của mình để mà hỗ trợ cho đất nước này, là hỗ trợ cho bộ phận quản lý này, điều đó tất cả mọi người đều sẵn lòng để mà làm điều đó. Nhưng làm thế nào để sử dụng cái đồng thuế đó cho đúng, cho hiệu quả thì nó sẽ tốt hơn là cái việc chúng ta thu xong chúng ta không biết làm gì. Thì em nghĩ là không phải riêng em đâu, mà tất cả những anh chị và hiện giờ khoảng hơn 2 triệu người Việt Nam đang đầu tư vào đồng coin sẽ rất là vui lòng, sẵn sàng đóng thuế đó. Đây chắc cũng là ý kiến chung của như vậy là các bạn có thể thấy được rằng là những người Việt Nam chúng ta luôn luôn sẵn sàng trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước bằng một cái hành vi mà pháp luật yêu cầu cũng như là pháp luật bảo hộ, đó chính là đóng thuế. Và như ý kiến của bạn Mạnh Hùng thì ngoài cái việc đóng thuế một cách tự giác thì họ cũng yêu cầu rằng cái đồng tiền thuế đó sẽ được sử dụng như thế nào, và tôi cho rằng đấy cũng là một cái yêu cầu chính đáng. Chương trình của chúng tôi thì tạm dừng tại đây. Rất là mong các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm và có những ý kiến, những góc nhìn khác về đồng tiền thuật toán, một loại tiền bạc mà chúng ta bây giờ tôi mới được tiếp nhận, nhưng tôi cho rằng nó mới và nó là một cái cuộc cách mạng, cũng như Hồ Quý Ly trước đây khi thay đổi cái đồng tiền bằng những cái đồng vàng bạc sang bằng thành tờ giấy cũng đã từng bị lên án rất nhiều, và thậm chí ông không thể giữ được cơ đồ của ông cũng vì một cái cuộc cách mạng lớn như vậy. Ở đây thì tôi có thể là trong cái cách diễn đạt nó cũng chưa được chuẩn chỉ lắm, bởi vì tất cả nó diễn ra tại đây, không có kịch bản, cũng không có một cái kiến thức nào có sẵn trong đầu. Rất mong là được các bạn ủng hộ chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các anh các chị có thể gửi lời chào. Vâng, xin chào tất cả các anh chị và kính chúc tất cả các anh chị sức khỏe, hạnh phúc và an lạc. Thank you.